giấy được mà. Nào cô na na cái địa cả cô xóa thử. Cảm ơn sư bác tử là gì? Thế bây giờ mình phải đi về bản chất của kim loại. Bản chất của kim loại là tồn tại dưới dạng đơn chất. Nhưng ví dụ như natri, ví dụ như canxi, ví dụ như nhôm, thì nó có mong muốn ở mãi cái dạng này không? Không, mà nó luôn luôn có xu hướng nhường đi một, nhường đi 2, nhường đi 3 để tạo thành trạng thái bền của khí hiếm, cấu hình e bền của khí hiếm gần nó nhất. Đúng chưa? Luôn luôn xu hướng vậy. Khử tăng co giảm. Đây là bọn kim loại luôn luôn thể hiện tính khử. Tất cả bọn này luôn luôn thể hiện tính khử. Tính khử hay đây gọi là dạng khử. Đúng không? Nếu có nguyên tố kim loại thì cái dạng này dạng khử. Thế ngược lại, Na cộng nhận 1N quay lại với natri thì lúc này nó lại thể hiện tính gì? Đây nhận 1N lại quay trở về natri thì khử tăng co giảm lúc này thằng này là thể hiện tính gì? Oxy hóa, hay còn gọi là dạng oxy hóa. Một thằng dạng khử, một thằng dạng oxy hóa. Vậy đây là hai mặt của vấn đề nhá. Đúng không? Trong một nguyên tố kim loại nó được biểu thị dưới dạng nguyên tử thì luôn thể hiện tính khử hay là dạng khử. Cũng một nguyên tố kim loại nhưng mà ở dưới dạng ion thì nó lại thể hiện tính oxy hóa hay còn được gọi là dạng oxy hóa. Được chưa? Thế vậy cặp oxy hóa khử là thứ nhất là của một nguyên tố hóa học. Thứ hai là nó là dạng oxy hóa trên dạng khử của nguyên tố hóa học đó. Dạng oxy hóa trên dạng khử của nguyên tố hóa học đó. Ví dụ như đây natri với Na cộng thì thấy có cặp oxy hóa khử của nó là Na cộng trên natri. Tương tự canxi với canxi 2 cộng thì thấy có dạng của nó là canxi 2 cộng trên canxi. Tương tự nhôm thì thấy có là nhôm 3 cộng trên nhôm. Đúng chưa? Tương tự như sắt thì thầy có là sắt 2 cộng trên sắt. Và đặc biệt là có một cái dạng là sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Tại sao nó có dạng này? Sắt 2 cộng nhường đi 1E thì tạo thành sắt 3 cộng. Thử tắt dạng hướng sắt 3 cộng nhận lại 1E thì về sắt 2 cộng. Co giảm dạng oxy hóa. Vậy đây cũng là dạng oxy hóa trên dạng khử. Được chưa? Những cái khác vứt không phải ý. Chỉ biết cách nhìn được đâu là dạng oxy hóa, đâu là dạng khử. Và biết cách nhìn cặp oxy hóa, cặp khử. Được chưa? Còn những cái khác vứt. Hai ba ba, dạng nhìn hóa. À, dãy điện hóa. Ngày xưa cái này được sắp xếp cái dãy này, nguồn gốc của cái dãy này sắp xếp dựa vào thế điện cực. Nhưng ta học phần chương trình cơ bản không quan tâm đến thế điện cực. Đó, thấy chưa? Vậy suy ra cái chương này bây giờ nó thành rất dễ. Là mình chỉ cần đi thuộc cái dãy điện hóa thôi. Thuộc dãy điện hóa thì mình có bài ca rồi. Bài ca dãy điện hóa thuộc lòng rồi. Gì nhỉ? Khi nào ba cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng á gì hiểu thì
Nhưng mà đây ta nhìn đây là với dạng là dạng gì? Tất cả này là dạng nguyên tử. Vậy đó là chỉ là dạng thử. Ở bên trên nó phải là dạng oxy hóa. Vậy là ở bên trên nó là gì? K cộng NA cộng Ba2 cộng canxi 2 cộng magie 2 cộng nhôm 3 cộng kẽm 2 cộng sắt 2 cộng niken 2 cộng thiếc 2 cộng chì 2 cộng h cộng, đây là 2, xin lỗi, 2 đồng 2 cộng hg 2 cộng bạc cộng pt 2 cộng vàng 3 cộng. Được chưa? Lưu ý cho thầy đây là thứ tự nha. Và đây mình lưu ý này, cái cặp hg 2 cộng trên hg rất ít sử dụng. Cặp này được thay thế bởi cặp sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng. Vậy là thằng này nó thế ở vị trí của HG 2 cộng trên sắt 1. Được chưa? Thế là sau này là khi ta cần mua áo giáp sắt nên sang phố hỏi cửa hàng, cắt hàng ra. Thế là sao? Được chưa? Thế nha. Tiếp tục này. Các nguyên tử kim loại thể hiện tính gì? Mình vừa chứng minh xong thể hiện tính gì? Tính khử. Thế các em nhìn vào tay em đoán là tính khử tăng hay tính khử lại? Aviradin, đây là kali, natri, bari, canxi đã dùng hết nước. Điều bình thường. Mà dây vùng nóng mới đặc dụng. Nhôm không, kẽm không, càng về đằng sau càng không. Đúng chưa? Vậy là tính khử lại. Tính khử lại cái lời hỏi này, các ion kim loại thì tính chất đặc trưng của nó là tính gì? Oxy hóa. Mình vừa chứng minh xong, thằng này chỉ nhận E, thằng này chỉ nhận E, thằng này chỉ nhận E, thằng này chỉ nhận E. Vậy là phải là tính oxy hóa chứ. Khử tăng ho giảm, khử cho ho nhận, đúng không? Thế thì tính khử mà giảm thì tính oxy hóa như thế nào? Bảo tăng. Nó đối nghịch nhau. Nam tính mà giảm thì nữ tính tăng, đúng chưa? Nữ tính mà giảm thì nam tính tăng, thế nảy sinh ra với đứa tô môn. Thế thì vậy là mình sắp xếp cái này là cái mục đích đầu tiên là để mình so sánh tính khử của các thằng kim loại, và mục đích thứ hai là so sánh tính oxy hóa của các cation kim loại. Ý nghĩa là cũng như là sử dụng vào bài tập đấy. So sánh tính khử của các kim loại và so sánh tính oxy hóa của các cation kim loại. Thế đây thì mới nhắc chúng ta là một số cặp oxy hóa khử chúng ta cần phải nhớ. Hay thi đấy. Hay thi là ở trong cái phần dạy điện hóa này hay bị trọng tâm vào. Cặp này. 1, 2, 3, 4, 5. Cái cặp này chân. Đúng chưa? Trong đó, cái bộ phận cần nhớ nhất là bộ phận Fe2 cộng trên Fe sẽ bị sử dụng rất nhiều. Đồng 2 cộng trên đồng sắt 3 cộng trên sắt 2 cộng 3 cộng trên.
Ơ đề này của cái cô ghi lâu chị em? Dạ chưa. Xong chưa? Mình sang phần 3 mà. Quy tắc ăn phải. Ý nghĩa của đây là đấy là mình phải sử dụng quy tắc ăn phải. Nếu mà phản ứng chỉ xảy ra giữa hai chất với nhau thì mình không cần thiết đến những quy tắc này. Nhưng phản ứng của mình có thể xảy ra nhiều chất với nhau thì mình bắt buộc phải sử dụng những quy tắc này. Thì mình mới biết được thằng nào phản ứng thằng nào trước. Mình biết thằng nào phản ứng thằng nào trước thì mình biết là thằng nào sinh ra trước, thằng nào sinh ra sau. Được chưa? Đấy, thì mình sang tiếp theo. 3 năm quy tắc ăn phải. Mục đích của quy tắc alpha là để xác định chiều phản ứng oxy hóa của sẽ ra gì. Thí nghiệm. Thí nghiệm số 1. Dốt. Thành sắt và trong dung dịch COS4 hiện tượng sau một khoảng thời gian nhốt thành sắt ra thì tới dung dịch đấy dung dịch COSO4 nhạt màu. Thứ hai, thanh sắt có một lớp bột nâu đỏ bám phía ngoài. Điều này chứng tỏ là có phản ứng xảy ra. Còn nếu không có phản ứng thì nhấp nó vẫn như thế. Đúng không? Thế là bây giờ phản ứng xảy ra như nào? Thì chắc chắn là COS4 bị phản ứng rồi vì dung dịch bị nhạt màu. Thế là COS4 bị phản ứng đỏ. Lớp bột màu đỏ đấy không biết là gì. Cạo nó ra, cạo nhẹ. Chỉ cạo cái bột màu đỏ. Đem sấy khô. Được chưa? Cho vào acid chloric, cái không hiện tượng gì. Đổ thêm NaNO3 vào, đun nóng lên thì thấy bột đỏ tan ra, dung dịch chuyển thành màu xanh nhạt, có khí màu nâu đỏ bay lên. Điều này chứng tỏ nó là cái loại gì? Đồng. Đấy chưa? Đấy nhá. Và chứng minh nó là cái loại đồng, vậy suy ra phản ứng Fe cộng COS4 tạo thành có đồng sinh ra. Nó có đồng sinh ra vậy thì dung dịch còn lại, dung dịch còn lại trong mình không biết là dung dịch gì. Bây giờ lại thí nghiệm tiếp, làm lấy cái dung dịch đấy đổ thằng NH3 vào thì thấy xuất hiện kết tủa, đổ NH3 lên dư thấy kết tủa chúng ta. Được chưa? Kết tủa chúng ta là ban đầu thấy màu trắng xanh, một khoảng thời gian sau thấy chuyển thành màu nâu đỏ, vậy chứng tỏ kết tủa đó là Fe2 lần. Sau này học về sắt thì thấy nó kỹ hơn. Được chưa? Là Fe2 lần, vậy là trong dung dịch đấy tồn tại muối sắt 2, muối sắt 3. À, mỗi sắt 2. Mỗi sắt 2 chắc chắn là gì? FeSO4. Đấy là quy trình thực hiện thí nghiệm nhá. Lâu nay là bài thí nghiệm là nó hỏi về cái quy trình đấy. Phải biết là lý do tại sao chỗ này là chất này, chỗ kia là chất kia. Thì mấy năm nay là cái câu thí nghiệm là cũng là rơi vào câu khó rồi chứ không còn là câu dễ nữa. Một trong 6 câu khó nhất đề thì có câu thí nghiệm.
nhá. Ngày trước kinh nghiệm là câu kinh điển, nhưng bây giờ không phải kinh nghiệm là câu kinh điển nữa. Ngày trước sơ đồ hình vẽ là một câu kinh điển, nhưng bây giờ cũng không phải là một câu kinh điển nữa. Có chuyển đến câu khó nhá. Thế thì tiếp tục này, mình phải viết được phương trình yêu thu gọn. Thì lưu ý cho thầy, FE thì vẫn giữ nguyên, nhưng đồng ở trong dung dịch thì nó điện ly là đồng 2 cộng cộng với S 4 2 trừ. Đồng thì vẫn giữ nguyên, nhưng FE S 4 thì điện ly trong dung dịch cộng thành FE 2 cộng cộng với là S 4 2 trừ. Đúng chưa? Và mình nhìn thấy thế thì S 4 2 trừ làm sao? Giống nhau thì bỏ. Và mình suy được phản ứng là FE cộng với đồng 2 cộng tạo thành đồng cộng FE 2 cộng, hay thể viết lại là suy ra thì luật là FE cộng với đồng 2 cộng để tạo thành FE 2 cộng cộng đồng. Đúng không? Nhìn này. Em ra đây. Nhìn. Đồng 2 cộng đây. Đồng 2 cộng cộng FE tạo thành FE 2 cộng tạo thành FE 2 cộng cộng đồng. Cái lúc ký tắc ăn thang vì ta cần phải viết đúng chữ đặt. Được chưa? Nhìn thấy chưa? Mình hoàn toàn nếu dựa quy tắc alpha này mà mình viết như vậy, hoàn toàn mình có thể viết được là có phản ứng xảy ra giữa 3 cộng cộng sắt 2 cộng để tạo thành sắt 3 cộng cộng 7. Đúng không? Hoàn toàn mình viết được là sắt 3 cộng cộng với đồng để tạo thành đồng 2 cộng cộng sắt 2 cộng. Đúng không? Và viết được thì các phương trình, ba phương trình. Vâng, hay khi được. Và hoàn toàn mình có thể biết được là 3 cộng cộng với đồng hay đồng để tạo thành đồng 2 cộng cộng với 3. Biết hết. Biết rồi không? Nó thi nhiều phần đấy. Em học của lớp 9 rồi. Có học kim loại đẩy cái bạn đã thấy muộn. À, ừ, đúng rồi, kiểu. Tại cấp 2 các cô cũng biết dạy mà. Ít người biết dạy mà ít, chứ nó không được hơn khẳng định. Ít người biết dạy mà. Được chưa? Tao biết đi không? Tao biết đâu? Tao biết đấy. Biết đi. Ok chưa? Nếu chuẩn theo quy tắc alpha, alo, oxy hóa một chẳng đúng rồi. Đây là cặp chất 1 đến cặp chất 2.
thì nếu theo quy tắc alpha đây, thằng này biến thành thằng này, đúng chưa nào? Vậy chiều phản ứng nó xảy ra là oxy hóa 2 cộng khử 1 để tạo thành oxy hóa 1 cộng khử 2, đúng chưa? Đúng quy tắc alpha nhá. Bây giờ nhìn kỹ là mình có theo chiều từ trái sang phải tính khử tăng hay tính khử giảm? À, tính khử giảm. Tính khử giảm, vậy khử 1 mạnh hơn khử 2 hay khử 2 mạnh hơn khử 1? À, khử 1 mạnh hơn khử 2. Vậy thì có thể thay khử 1 là khử mạnh và khử 2 là khử yếu được không? Khử 1 mạnh hơn khử 2 thì khử 1 là khử mạnh, khử 2 là khử yếu. Vậy thì thay khử 1 là khử mạnh, khử 2 là khử yếu. Được. Tiếp tục. Theo chiều từ trái sang phải tính oxy hóa tăng hay giảm? Tính oxy hóa tăng. Vậy có nghĩa là oxy hóa 1 mạnh hơn oxy hóa 2 hay oxy hóa 2 mạnh hơn oxy hóa 1? À, vậy thay này là oxy hóa mạnh trên oxy hóa yếu. Thỏa mãn đây, trong một cặp, một thằng mạnh thì một thằng yếu, một thằng mạnh thì một thằng yếu. Vậy là cứ oxy hóa 2 thì thay là oxy hóa mạnh. Oxy hóa 1 thì oxy hóa 1. Các em nhìn thấy chưa? Quy luật bất thành văn. Oxy hóa mạnh sẽ ăn khử mạnh để tạo thành oxy hóa yếu, ăn khử yếu. Được chưa? Vậy cũng nghĩa là những thằng oxy hóa mạnh nó sẽ phản ứng với nhau trước. Mạnh ăn mạnh, yếu ăn yếu. Đúng chưa? Giống kiểu chân dài cặp với đại gia. Chúng ta chân ngắn thì cặp với nhau thôi. Được chưa? Nhớ điều đấy nhá. Quy luật này là quy luật bất thành văn trong thứ tự. Điều này có nghĩa là gì? Điều này có nghĩa là nếu thầy có cái cặp này, dung dịch của thầy chứa và thầy nhúng tất các cái kim loại sau vào, ví dụ thôi chứ thực ra thì là cộng không bao giờ tồn tại cùng với sắt và cộng không bao giờ tồn tại sắt hai cộng. Đây thì ví dụ đây cho nó chuẩn. Ví dụ thì có một cái dung dịch chứa ba ion đồng hai cộng, sắt ba cộng, bạc cộng, nhúng ba cái kim loại đồng, à sorry, đồng bạc sắt hai cộng, thì đây là dung dịch có trong đấy rồi, đúng không? Thì thứ tự phản ứng xảy ra, mình xem nhá, thằng nào là thằng tính xóa mạnh nhất trong dạng này? Thằng nào tính khử mạnh nhất trong cái này? Đây mạnh nhất. Vậy là hai thằng này phải đớp nhau chưa? Bao giờ đớp hết mới đến thằng này? Được chưa? Đây là quy tắc. Thế là mình xác định thứ tự là đúng không? Bạc cộng phải đứng với đồng hai cộng trước. Hoặc bạc cộng phải đứng đồng trước tạo thành đồng hai cộng cộng bạc. Đây là nguyên tắc xa thương gần cội. Đúng không? Xa trước gần sau, anh em vượt thì không nên ở cạnh nhau, không đánh nhau chút, nhớ nhá, yêu quý nhau lắm nhưng mà anh em vượt ở cạnh nhà nhau là đánh nhau chết đấy, chắc chắn luôn. Khi nào có thành văn đứa nào anh em vượt cần chú ý, hoặc là mình ra chỗ khác ở hoặc nó ra chỗ khác ở, càng xa càng tốt. Kiểu mình thằng ở Nam, mình thằng ở Bắc thì yêu quý nhau để chúng ta cho nhau tiền. Đấy, nó mới đi vào làm được. Đấy, sách đây. Thầy mình không đi chết. Là thầy bảo chút hôm nay thì có chút việc. Chúng ta sẽ về sớm 30 phút. Buổi sau thì dậy mình ra 30 phút đến 9 giờ nhá. Đó. À nhầm. Buổi sau.